kể chuyện vụ án. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình kể chuyện vụ án được phát sóng vào trưa ngày thứ ba hàng tuần trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, kể chuyện vụ án là chương trình mà chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức liên quan đến tình hình an ninh trật tự, những thủ đoạn của các loại tội phạm hay là những câu chuyện cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Thưa quý vị, trong chương trình trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một số thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trong đó có thông tin liên quan đến việc triệt phá tổ chức bảo kê tại chợ Bình Điền của Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng với bài viết đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực chợ Bình Điền. Nội dung này chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn ở phần sau của chương trình kể chuyện vụ án trưa nay. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi sau một số thông tin về tình hình an ninh trật tự. Tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty địa ốc Alibaba diễn ra vào ngày hôm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bị cáo Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chính gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, còn bị cáo Võ Thị Thanh Mai là người giúp sức tích cực cho bị cáo Luyện. Vì thế mà Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt của vợ chồng bị cáo Luyện và đề nghị tuyên y án sơ thẩm. Trừ các tài sản bị kê biên, bị cáo Luyện còn phải khắc phục hơn 800 tỷ đồng nên mức án cấp sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội. Đối với các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng mà không khắc phục hậu quả, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng là không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên sơ thẩm, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân, Võ Thị Thanh Mai 30 năm tù, Nguyễn Thái Lực em trai của Luyện 27 năm tù, Nguyễn Thái Lĩnh là em trai của Luyện 17 năm tù. Sau bản án sơ thẩm, 18 bị cáo trong đó có Luyện đã nộp đơn kháng cáo. Sau đó có 3 bị cáo rút đơn kháng cáo. Vào chiều ngày 15 tháng 5, Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Sơn Tùng, nguyên là giám đốc công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai, 20 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, 5 đồng phạm đã giúp sức cho bị cáo Đỗ Sơn Tùng gồm có Lê Hữu Trung, 38 tuổi, ngụ ở tỉnh Thanh Hóa, bị tòa tuyên 10 năm tù, Nguyễn Bảo Trân, 44 tuổi, ngụ ở thành phố Biên Hòa, 8 năm tù, Phạm Thành Lộc, 38 tuổi, ngụ ở thành phố Biên Hòa, 8 năm tù, Nguyễn Thanh Tâm, 43 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, 3 năm tù treo và Hà Huy Huyền, 53 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, 2 năm tù treo. Hội đồng xét xử nhận định là hành vi các bị cáo là nguy hiểm, chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền đặc biệt lớn gây bức xúc trong nhân dân. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, thì đầu năm 2018, Đỗ Sơn Tùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc của công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai. Để lừa đảo thì Tùng mua các thửa đất trồng cây lâu năm tại xã Bầu Hàm 2 và xã Sông Thao, rồi vẽ thành các dự án khu dân cư, mặc dù là chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, chưa nộp hồ sơ xin phép thực hiện dự án. Tùng và Lộc, Trung, Tâm, Hân, Huyền đã bán được tổng cộng là 596 lô đất, chiếm đoạt gần 123 tỷ đồng của 434 người. Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây mua bán dâm do Lê Thị Thu Em cầm đầu. Thu Em thuê người chụp ảnh khỏa thân, đăng ảnh ở các nhóm kín trên mạng xã hội để mời chào để tìm khách mua dâm. Ngày 15 tháng 5, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết là tạm giữ đối với Lâm Thị Thu Em 51 tuổi, Trần Thị Ý Quỳnh 33 tuổi, Tô Hải Sang 22 tuổi, Đinh Hoàng Việt 43 tuổi, Nguyễn Thành Phong 43 tuổi, Trần Quỳnh Thái Lâm 33 tuổi để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Thủ đoạn của nhóm này là Thu Em nuôi gần 10 nữ nhân viên làm gái mại dâm, nuôi ăn và trả công từ 30 cho đến 40 triệu đồng một tháng. Thu Em thuê người chụp ảnh khỏa thân, đăng ở các nhóm kín trên mạng xã hội để mời chào và tìm khách mua dâm. Ngoài ra thì Thu Em còn thuê Quỳnh, Lâm trả công 300 cho đến 500 ngàn đồng một ngày với nhiệm vụ là trực điện thoại, thỏa thuận giá bán dâm với khách hoặc là môi giới. Còn Việt, Phong được Thu Em thuê lái xe chở các cô gái bán dâm đến khách sạn để bán dâm cho khách, tiền công là 300 ngàn đồng một ngày. Sau đó Thu Em thuê Trần Thị Ý Quỳnh liên hệ với các lễ tân của nhiều khách sạn để liên kết tạo thành đường dây khép kín. Cứ mỗi một lần có khách mua dâm thì Thu Em điều các cô gái đi phục vụ với giá vài trăm ngàn đồng một lượt. Sau đó thì người môi giới tự ý kê giá bán dâm lên cao gấp đôi rồi báo cho các đối tượng này để hưởng phần chênh lệch. Sau khi thỏa thuận thì người của Thu Em lái xe chở đến các bãi đáp để mà các cô gái bán dâm cho khách. Sau thời gian theo dõi thì cuối tháng 4 năm 2023, các trinh sát công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã phá án. Ngày 14 tháng 5 thì công an thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Trọng Nghĩa 22 tuổi quê Kiên Giang để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Nghĩa là công nhân tại một công ty trong khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức.
Theo điều tra, thì ngày 11 tháng 4 trong quá trình làm việc tại công ty, Nghĩa đã tiếp cận xe của một nhân viên ở công ty dựng ở bãi xe, mở cốp lấy một chứng minh nhân dân, lấy một chứng nhận đăng ký xe và một thẻ ngân hàng. Sau khi lấy các loại giấy tờ này thì Nghĩa mang đến trụ ATM, đoán mật khẩu dựa trên ngày tháng năm sinh của nạn nhân rồi rút ra 5 triệu rưỡi. Đến ngày 15 tháng 4 cũng tại bãi xe của công ty này, Nghĩa tiếp tục mở cốp xe của một nạn nhân khác, lấy trộm một căn cước công dân, hai thẻ ngân hàng và 2 triệu rưỡi. Ngày 24 tháng 4, Nghĩa cũng đã thực hiện một hành vi trộm tại đây, lấy một căn cước công dân, một giấy phép lái xe, một giấy chứng minh nhân dân và một hai thẻ ngân hàng cùng với 500 ngàn đồng của một người khác. Ngoài ra thì Nghĩa còn khai là không nhớ chính xác đã thực hiện bao nhiêu vụ trộm. Hiện vụ cải cướp xe trộm cắp tài sản đang được tiếp tục làm rõ. Chiều ngày 15 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết là đã bắt khẩn cấp đối tượng Võ Trọng Tối, 65 tuổi, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, Võ Trọng Tối có quan hệ họ hàng với nạn nhân trú tại phường Thủy Châu, hiện là chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thủy Châu. Do có mâu thuẫn cá nhân nên vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng ngày 15 tháng 5, Võ Trọng Tối đem theo dao từ nhà đi xe máy đến nhà của nạn nhân, đợi sẵn trước cổng nhà. Khi thấy nạn nhân đi bộ thể dục về, đối tượng đến gần, giả vờ hỏi chuyện rồi dùng vào dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng của nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng Võ Trọng Tối điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Đối tượng Võ Trọng Tối đã có tiền án về tội giết người vào năm 1993. Vào sáng ngày 15 tháng 5, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho hay là đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Võ Thanh Kiệt, 18 tuổi về hành vi giết người và Lưu Nhật Huy, 19 tuổi về hành vi che giấu tội phạm. Cả hai đối tượng cùng trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tại cơ quan công an thì Võ Thanh Kiệt cho biết là trong quá trình tham gia giao thông giữa Kiệt và một nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn. Nạn nhân đã dọa đòi chém Kiệt cho nên Kiệt điện thoại kêu Lưu Nhật Huy tìm cách đánh nạn nhân. Trong lúc xô xát thì Kiệt đã dùng dao tự chế dài khoảng 40cm chém nhiều nhát vào người của nạn nhân khiến cho nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Kiệt kêu Huy chở trốn khỏi địa phương. Hiện nay thì vụ việc đang được lực lượng cảnh sát công an của tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ. Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết là công an thị xã đã bắt giữ một đối tượng dùng súng vào nhà dân bắn loạn xạ. Đối tượng là Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1983, ở thị xã Ba Đồn đã bị công an bắt vì dùng súng đột nhập vào nhà dân, bắn nhiều phát gây náo loạn cả khu dân cư. Trước đó vào chiều ngày 12 tháng 5, thì anh Phan Covid, sinh năm 1983, ở phường Quảng Thọ, đang ngồi ở trong phòng khách thì Quý phóng ô tô đến nhà. Vừa bước vào nhà, Quý đã bắn liên tiếp 6 phát đạn gây náo loạn khu dân cư. Theo tìm hiểu thì vợ của anh Vích là chị Nguyễn Thị Phúc Hiền bán vật liệu xây dựng cho Quý làm nhà. Quý còn nợ 25 triệu đồng nhưng không trả, mà còn vác súng đi tìm bắn chị Hiền. Lúc đó chị Hiền không có nhà nên Quý bắn loạn xạ. Sự việc đang được cơ quan công an thị xã Ba Đồn điều tra làm rõ. Ngay trong đêm ngày 12 tháng 5 thì đối tượng Quý đã bị bắt. Ngày 15 tháng 5, công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết là đã bắt được nghi phạm Đỗ Dương Linh, 30 tuổi, trú ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để điều tra về tội cướp tài sản. Linh là nghi phạm cầm dao uy hiếp, cướp lắc vàng của một chủ cửa hàng bán quần áo tại Đại lộ Hùng Vương thuộc phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh vào khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 5. Theo đoạn clip dài gần 3 phút do camera của cửa hàng ghi lại, Linh mặc quần áo màu đen, đội mũ đen và có đeo khẩu trang vào cửa hàng này để vờ hỏi mua quần áo. Trong lúc chủ cửa hàng quay lưng để tìm quần áo cho khách thì Linh đi theo phía sau rồi rút dao lao vào khống chế cô gái, khiến cho cô gái bất ngờ hét lớn, liên tục nói không có tiền và xin tha. Sau đó Linh khống chế được cô gái và đè xuống sàn. Một lúc sau, trong lúc nghi phạm sơ hở thì cô gái đã nhanh chóng chạy ra ngoài hô hoán mọi người tới cứu giúp. Lúc đó Linh chạy theo để khống chế nhưng mà không thành. Người dân xung quanh phát hiện chạy tới nhưng Linh đã nhanh chân chạy thoát. Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5, lực lượng công an đã ập vào bắt giữ Linh tại phòng trọ trên địa bàn phường Cam Nghĩa, cách hiện trường gây án khoảng 10 cây số. Trước đây Linh đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh thì đang phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ một chiếc xe ô tô phát nổ khiến cho một người phụ nữ bị thương. Trước đó vào chiều ngày 13 tháng 5, người dân sinh sống ở con hẻm đường Đinh Quế An ở phường Thạnh Xuân, quận 12, nghe tiếng nổ lớn. Qua kiểm tra thì người dân phát hiện một chiếc xe ô tô đang bốc khói. Lúc này người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa và phá cửa xe ô tô đưa một người phụ nữ bị thương ra ngoài, chuyển đến bệnh viện điều trị. Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan, điều tra vụ việc.
Người dân cho biết là nạn nhân là một cô gái sinh năm 1978, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và hiện đang sống chung với một người đàn ông ở căn nhà trọ gần khu vực xảy ra vụ nổ. Lãnh đạo xã Chư Prăng, huyện Yapa, tỉnh Gia Lai cho biết là đơn vị này đã tổ chức động viên thăm hỏi một gia đình có 3 người chết do bị điện giật. Sự việc diễn ra vào khoảng 8 giờ ngày 14 tháng 5. Thời điểm này thì ông So Anen, 53 tuổi, trú ở tại xã Chư Prăng đang sửa máy bơm nước thì không may bị điện giật khiến cho ngã xuống giếng. Anh Nagui, 26 tuổi, trú cùng thôn và là con rể của ông Anen, cùng với anh Ramathan, 29 tuổi là con ruột của ông, lần lượt nhảy xuống giếng cứu thì cũng bị điện giật và cả 3 nạn nhân này được người dân đưa đến bệnh viện huyện Yapa để cấp cứu nhưng đã tử vong. Vừa rồi là một số thông tin về tình hình an ninh trật tự và tiếp tục với thời gian của chương trình kể chuyện vụ án trưa nay. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài viết Đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực chợ Bình Điền. Thưa quý vị, chợ Bình Điền tọa lạc ở trên địa bàn quận 8 thành phố Hồ Chí Minh là chợ đầu mối lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp sỉ các mặt hàng nông, thủy sản cho tiểu thương và bán lẻ cho người dân có nhu cầu mua sắm tại chợ. Bên cạnh các thế mạnh về thu hút tham quan, du lịch, mua sắm, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan, chợ Bình Điền cũng tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Xác định khu vực chợ Bình Điền thường xuyên có khả năng phát sinh tình huống gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự như là cướp giật, trộm cắp, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, mâu thuẫn xô xát trong quá trình kinh doanh buôn bán, Công an quận 8 đã tập trung triển khai quyết liệt hiệu quả những biện pháp giữ vững an ninh trật tự trong khu vực này. Đại tá Lê Văn Bích, trưởng Công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là khu vực chợ Bình Điền, thì cái vai trò của quần chúng cũng như lực lượng công an và lực lượng an ninh cơ sở là rất quan trọng. Chúng tôi xác định đây là cái pháo đài, từ đó để có cái tăng cường cái nắm bắt kịp thời về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Chắc có lẽ quý vị cũng còn nhớ rất rõ là cách đây không lâu, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa mới triệt phá một đường dây bảo kê tại chợ đầu mối Bình Điền ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh do nhiều đối tượng cầm cán cầm đầu. Cụ thể là ngay trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với lực lượng chức năng tại địa phương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng là Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Các đối tượng Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng có mối quan hệ là chú cháu ruột và là em ruột. Cháu ruột của Châu Phát là em, là đàn em của Nam Cam, đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình về tội giết người vào năm 2003. Các đối tượng chủ mưu cầm đầu trong băng nhóm này đều có nhiều tiền án về các tội giết người, cướp tài sản, thu nhận nhiều đàn em để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản ở tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Chị Tô Thị Hoàng Dung, tiểu thương chợ Bình Điền cho biết. Có được những cái buổi như vậy để chúng tôi được trao đổi, giao lưu, hoặc là có những cái gì mà chúng tôi muốn tìm hiểu hoặc là muốn biết thêm thông tin để mà khi có những đối tượng xấu, nguy hiểm hơn nữa, chúng tôi phải làm sao thì đó là rất là tốt. Cùng với những nỗ lực của Công an quận 8, lực lượng an ninh, phòng cháy chữa cháy chợ Bình Điền cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò, duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở tiểu thương và người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với công an để xử lý kịp thời và có hiệu quả những tình huống ngay khi vừa mới phát sinh, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh trật tự trong phòng cháy chữa cháy cơ sở. Anh Nguyễn Sơn Tùng, trưởng phòng an ninh phòng cháy chữa cháy, công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho biết. Lực lượng công an phường được sự chỉ đạo của ban chỉ huy công an quận thì cũng thường xuyên qua phối hợp trao đổi lại tình hình và rà soát đánh giá địa bàn rồi đối tượng, và họ cũng có hướng dẫn về công tác nghiệp vụ để chúng ta chú ý phòng ngừa. Rồi bước thứ hai nữa là họ cũng trao đổi với chúng tôi là phân công và cái chia lực lượng, chia thời gian ra để tiến hành công tác tuần tra, bố trí lực lượng bảo vệ an toàn trụ sở cơ quan đơn vị, rồi bảo vệ chợ không để xảy ra vấn đề an ninh trật tự cháy nổ trước, trong và sau lễ 30 tháng 4. Thưa quý vị, việc phát huy tối đa vai trò sức mạnh của công an, của lực lượng cơ sở cùng với các tầng lớp nhân dân và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương tạo nên thế trận liên hoàn vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ Bình Điền, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để tiểu thương và người dân được yên tâm khi mà tham gia kinh doanh, mua bán tại đây.
Chương trình kể chuyện vụ án trưa nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.